Thank you.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tính đại đức cùng đại chúng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch đại đức giảng sư, hôm nay nhân ngày an vị các tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như các tôn tượng khác được thiết trí xây dựng gần một năm qua, và cũng nhân cái lễ này Bổn Tự cũng tổ chức lễ Vu Lan cũng như đêm Hổ Đăng để kỷ niệm ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì quả là một cái điều hạnh phúc cho đạo tràng. Từ buổi sáng, buổi lễ được bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến bây giờ. Vào thời điểm buổi sáng thì cũng đã được Đại Đức Thích Thiện Thuận cũng ban bố cho đạo tràng một thời pháp. Và buổi chiều hôm nay, mặc dù là đường xá rất xa xôi ở tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà Đại Đức cũng đã sắp xếp cái thời giờ đáp lời mời của ban tổ chức đã thăng lâm về đây để ban bố cho quý Phật tử nhân cái lễ ở tại chùa Như Ý hôm nay. Thì giờ đây trên pháp tòa xin thành kính giới thiệu với toàn thể Phật tử, đó là Đại Đức Thích Vạn Mãn, ủy viên ban Phật pháp thành phố Hồ Chí Minh ở tại trú xứ chùa Giác Lâm, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa toàn thể quý Phật tử từ thành phố Hồ Chí Minh về đây, nhất là trong cái thời điểm như thế này, quả là một điều không phải là dễ, nhưng mà cũng vì cái lòng bi mẫn, cũng vì công việc hoằng pháp lợi sinh, cho nên Đại Đức cũng không có quản ngại cái sự khó khăn, nhất là trong 3 tháng an cư kiết hạ cũng đã sắp xếp thời giờ đã trở về đây. Đó một điều rất là quý báu. Chỉ có tiếc một điều, đó là vào chiều hôm nay, vào cái thời điểm này thì nó nằm là lơ lửng giữa cái thời điểm của cái buổi giảng cũng như là cái đêm Hổ Đăng, cái giờ Hổ Đăng tối nay, cho nên có hơn cái nửa Phật tử đã rời cái đạo tràng để trở về nhà mà chưa có trở lại để tham dự buổi giảng được. Thì tuy nhiên thì đạo tràng thì không có đông như thế này như là hồi chiều hay là hồi sáng, cho nên là cũng đây một điều cũng rất là đáng tiếc. Nhưng mà tất cả đều do nhân duyên, thì giờ này duyên đã đủ, thời đã đến, cho nên xin cung thỉnh Đại Đức giảng sư bắt đầu buổi thuyết giảng tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng với bạch trên sư phụ trụ trì Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa cùng toàn thể với nam nữ Phật tử, hôm nay là phải nói là cái ngày đủ duyên lành, chúng tôi được đến với ngôi chùa Như Ý. Phải nói là lúc vào cổng chùa nhìn thấy ngôi chùa chúng ta đẹp quá, tự nhiên trong lòng nó khởi lên một cái niệm vui hoan hỷ. Thì xin kính thưa quý Phật tử, thầy được gặp sư phụ Hiền ở đây là lần này là lần thứ hai. Lần thứ nhất là hình như là năm 2014, gặp nhau ở chùa Phước Duyên. Hôm nay là gặp tại chùa Như Ý. Mới 2 năm gặp lại mà hôm nay thấy sư phụ Hiền là hơi bị già quá.
rất do Phật sự xây dựng nó nhiều, cho nên là những cái phải nói là suy nghĩ lo lắng nó làm cho cái thân thể bị hao gầy theo thời gian. Và phải nói là từ ngôi chùa Phước Duyên rồi qua bên ngôi chùa Như Ý này để xây dựng, để hôm nay ngôi chùa nó đẹp như thế này, phải nói là công đức của sư phụ rất là lớn. Bên cạnh đó cũng nhờ một phần gia hộ quý nam nữ Phật tử. Như vậy thì Thầy cũng hy vọng là những Phật sự của ngôi chùa chúng ta nó còn dang dở phần nào mà chưa hoàn thành, thì cũng kính mong quý nam nữ Phật tử cố gắng hỗ trợ thêm nhiều hơn nữa để các Phật sự này, cũng như để cho sư phụ hiền của chúng ta có thể phải nói là bớt lo lắng, bớt suy nghĩ, để cái niềm vui an lạc nó luôn luôn đến với là sư phụ hiền cũng như là quý nam nữ Phật tử tại ngôi chùa này. Thì trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp tối hôm nay, xin chân thành kính chúc quý nam nữ Phật tử người nào cũng được nhiều sức khỏe, thân an tâm lạc, tu hành tinh tấn và luôn luôn gặp nhiều may mắn hạnh phúc trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, như vậy là mỗi một năm trôi qua, chúng ta đón ba ngày vía của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái ngày vía thứ nhất là 19 tháng 2, hôm nay là 19 tháng 6, và sau nữa là 19 tháng 9. Thì ba ngày vía này là cái ngày phải nói là đản sanh thành đạo và xuất gia. Thì hôm nay là cái ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm thành đạo. Thì xin kính thưa toàn thể đạo tràng, quý nam nữ Phật tử, khi nói tới Bồ Tát Quan Thế Âm thì trong đạo tràng của chúng ta không có một Phật tử nào mà không biết đến cái hạnh nguyện của Ngài. Ai cũng đều biết hạnh nguyện của Ngài, nhưng mình biết như thế nào? Mình biết ở một cái biết là căn bản, hay là mình biết ở một cái biết là sâu sắc để mình tu? Thì để cho quý nam nữ Phật tử hôm nay rõ biết nhiều hơn nữa, để mình áp dụng vào trong cái cuộc sống tu tập của mình hàng ngày, nó có một cái niềm tin tuyệt đối, nó có một sự hăng say, thì trong buổi hôm nay Thầy xin gửi tới toàn thể đạo tràng các bài giảng với tựa đề là Hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin kính mời các vị cùng lắng nghe. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, chúng ta biết đến Bồ Tát Quan Thế Âm qua Kinh Pháp Hoa phẩm 25, rồi chúng ta biết tới Bồ Tát Quan Thế Âm qua Kinh Địa Tạng phẩm thứ 12, rồi chúng ta biết tới Bồ Tát Quan Thế Âm qua Kinh Bi Hoa. Thì nói chung là những cái bộ Kinh Tạng Đại Thừa thì phải nói là phần nhiều đều có nhắc về hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Như vậy á, hạnh tu của Bồ Tát Quan Thế Âm cũng như là cái hạnh nguyện của Ngài á, là hạnh gì kính thưa các Phật tử? Bồ Tát Quan Thế Âm tu hạnh gì? Các Phật tử sao lặng thinh hết vậy? Bồ Tát Quan Thế Âm tu hạnh hạnh từ bi, phải không? Đây là cái hạnh chính nè, hạnh chính của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát là tu hạnh từ bi, bên cạnh đó còn một cái hạnh nữa, đó là hạnh nhẫn nhục. Quý Phật tử có biết cái điều này không? Bồ Tát Quan Thế Âm tu những hạnh như thế, nhưng để mình biết rõ ràng về Quan Thế Âm Bồ Tát thì mình phải hiểu như thế này. Tại vì có những Phật tử là thắc mắc rồi tự nghi vấn trong đầu của mình, suy nghĩ là Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị cổ Phật trong đời hiện tại này, không có xuất hiện vào cái thời của Phật Thích Ca, mà chỉ nghe nhắc tới những Kinh Tạng Đại Thừa,
Như vậy thì đây là một nhân vật hư cấu lên hay là một nhân vật có thật? Đây là một cái điều phải nói là nhiều khi á, nó là một cái dấu chấm hỏi ở trong lòng của quý nam nữ Phật tử. Thì Thầy ở cái điều này, Thầy cũng xin nói để quý nam nữ Phật tử chúng ta có một cái suy nghĩ thoáng sâu sắc hơn nữa để chúng ta nhận nhìn về Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì xin thưa cùng quý nam nữ Phật tử, như chúng ta đã biết, Đức Phật Thích Ca trước khi thành đạo, Ngài ở đâu? Ngài là một vị Bồ Tát ở cõi nào? Ở cõi nào nè? Ngài là Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời nào? Ở cung trời Đâu Xuất. Ở cõi Ta Bà này là Ngài phải nói là thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng ở những thời tiền kiếp, Ngài cũng là những vị Bồ Tát của thời kiếp đó rồi. Và Ngài đã thành Phật, thành Bồ Tát cũng lâu lắm rồi. Cho nên Ngài biết được là hạnh nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào. Cũng giống như hôm nay chúng ta, chúng ta ngồi ở trong cái ngôi chùa Như Ý này. Nhưng mỗi một Phật tử đang ngồi trong này là mỗi người là mỗi quê. Người thì quê miền Bắc, miền Trung, có khi là người miền Tây, hoặc là người ở Sài Gòn, hoặc là người tại địa phương. Mà thí dụ như cái người ở miền Trung, miền Bắc mà vào sinh sống tại cái huyện của chúng ta ở đây, sống gần ngôi chùa của chúng ta ở đây, có nhân duyên mình quen biết với nhau, thì á, những cái người ở miền Trung, miền Bắc người ta kể về cái miền quê của người ta, thì mình ở đây mình biết không? Mình không biết. Nhưng mà những người mà cùng quê ngoại á, thì người ta biết, đúng không các Phật tử? Những người có sống ở miền Trung, miền Bắc cùng quê hương xứ sở ngoại, thì khi nghe nói là người ta đã biết. Và trong mỗi một vùng người ta sống như vậy, người nào tốt, người nào xấu, người nào đức độ, người nào biết tu hành, người ta cũng biết luôn. Cho nên cái thời mà Đức Phật Thích Ca tiền kiếp của Ngài, thì Ngài chắc chắn rằng cũng đã biết về hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, biết rất là rõ. Cho nên mà khi thành đạo ở cõi Ta Bà này, Đức Phật Thích Ca nói lại những cái chuyện mà phải nói là chuyện tích xa xưa, để minh chứng, để giới thiệu những bậc xuất thế, để chúng ta nương theo đó mà chúng ta tu hành. Và phải nói rằng chúng ta thiếu phước, cho nên chúng ta thiếu một cái niềm tin tuyệt đối vào những lời Phật dạy. Từ cái chỗ thiếu phước, thiếu niềm tin, cho nên chúng ta hay bị nghi ngờ. Và chúng ta nên nhớ một điều rằng mười phương chư Phật nói chung, hay là Đức Phật Thích Ca nói riêng, đã là Phật rồi, là không còn ham muốn bất cứ những vật chất gì hoặc là những danh lợi gì ở thế gian. Hoài bảo hạnh nguyện là cứu khổ độ sanh, cho nên không mong cầu ở cái gì chúng ta hết. Từ cái chỗ đó cũng không bao giờ nói sai sự thật. Mà những lời của Đức Phật Thích Ca nói ra là đúng sự thật. Cái hoài bảo cuối cùng, cái mục đích cuối cùng là lợi lạc chúng sanh. Cho nên giới thiệu cho chúng ta biết về hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, bây giờ mình quay trở lại hạnh nguyện của Bồ Tát. Nói tới hạnh nguyện của Bồ Tát thì quý nam nữ Phật tử ít nhiều gì quý Phật tử cũng đã nghe giảng đi giảng lại, nghe trực tiếp, nghe gián tiếp từ các vị giảng sư. Cho nên quý nam nữ của Phật tử cũng biết được hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi nhẫn nhục rồi. Như hôm nay Thầy muốn chia sẻ thêm
Một năm như vậy là 3 ngày vía, và chúng ta đều đến một ngôi chùa gần nhất, gần địa phương mình nhất, để mình đảnh lễ cái tôn tượng của Ngài. Như vậy thì quý nam nữ Phật tử cho Thầy hỏi, mình về văn tập về chùa, mình đảnh lễ Bồ Tát, nhưng mà ở trong tâm quý nam nữ Phật tử suy nghĩ coi mình lễ cái gì, mình cầu nguyện ở cái gì nơi Bồ Tát Quan Thế Âm, mình đảnh lễ cái gì? Phật tử trả lời cho Thầy nghe coi, mình đảnh lễ tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đó, nhưng mà mình lễ là lễ cái gì? Hả? Có phải là lễ cái tôn tượng không? Có phải là lại cái hình tượng không? Có phải hay không các Phật tử? Phải không? Lặng thinh hết. Lặng thinh hết có nghĩa là không biết trả lời làm sao, không biết lại cái gì. Mình về chùa mỗi một năm như vậy 3 ngày vía, mình lễ lại, đây là lễ lại cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, lại cái đức độ của Ngài, cái hạnh nguyện từ bi nhẫn nhục của Ngài. Mình lại cái đó đó, chứ không phải là mình lại cái tượng bằng xi măng cát đá. Quý Phật tử nên nhớ rõ chỗ đó nha. Chúng ta đi du lịch hoặc là đi thập tự viếng chùa, thì tới mỗi ngôi chùa chúng ta đều đảnh lễ những cái hình tượng của các vị Phật, các vị Bồ Tát. Nhưng mà mình nên nhớ, mình lễ cái vị nào thì mình phải hiểu được cái hạnh tu của vị đó, cái hạnh nguyện của vị đó. Cho nên mình lễ lại ở đây á, là lễ lại ở cái hạnh nguyện đó, chứ không phải là lễ lại ở cái hình tượng cát đá xi măng. Giống như là hàng đêm hàng ngày mình tụng kinh, mình lễ lại Đức Phật Thích Ca, nhưng mà thật sự cái tượng này á làm bằng gì? Xi măng cát đá thôi, tô màu lên vẽ chút xíu là đẹp. Không phải mình lại cái tôn tượng, mình nhìn về cái tôn tượng để mình quy về một hướng chung, để mình đảnh lễ, mình tu hành. Và cũng nhờ cái tượng Đức Phật này, mình mỗi khi mình nhìn cái hình tượng để mình vơi bớt cái tâm tham sân si vô minh phiền não của mình. Cho nên á, mình đảnh lễ bất cứ chư Phật, một vị Bồ Tát nào thì phải hiểu được hạnh nguyện. Mình đảnh lễ Đức Phật Thích Ca vì đây là một người phải nói là khai đạo, hướng đạo, tu đạo, là người giới thiệu cho mình cái đường lối tu hành để mình hóa giải được những cái nghiệp khổ của mình đã gây tạo ra từ phải nói là nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên á, ơn của Phật Thích Ca đối với chúng ta rất là lớn. Thì bây giờ mình quay trở lại với Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong cuộc sống thì dĩ nhiên mình đều sợ những tai nạn bất trắc chướng duyên xảy ra đối với mình. Từ chỗ đó Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta biết về hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm: từ bi là cứu khổ ban vui. Như vậy thì trong cuộc sống mỗi khi á, chúng ta cảm thấy bất an trong lòng, chúng ta cảm thấy phải nên là sợ sệt, cảm thấy là chướng duyên, tai họa sắp sửa tới, thì chúng ta đều niệm danh hiệu của Quan Âm Bồ Tát, hoặc là chúng ta niệm Phật. Mà không biết là cái chuyện đó như thế nào, nhưng mà cảm thấy trong lòng mình bất an là mình đều niệm Phật, hoặc là mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đó, để cho mình yên tâm. Như vậy thì bây giờ mình trở lại hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Như Thầy vừa nói, mình đảnh lễ tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ở đây, nếu như mình lễ mà mình không hiểu thì cái phước báo của mình đó, nó có nhưng mà nó không có trọn vẹn, không có được nhiều phần phước báo, không có được rốt ráo, mà chỉ một phần nào đó thôi. Nhưng bây giờ mình đã biết luôn là cái hạnh nguyện của Ngài, và mỗi khi mình đảnh lễ tha thiết chí thành, từ tướng cho tới lý, thì phước báo của chúng ta lúc bây giờ nó trọn vẹn. Thì đối với hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm thì Ngài là một người phải nói đại từ bi. Cho nên mỗi khi mà chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, nếu mình niệm đủ
là Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn. Đúng không qua quý Phật tử? Chúng ta niệm đủ là Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn. Tám cái chữ này là nó đi đầu. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm là một bậc Đại Từ Đại Bi. Từ cái chỗ Ngài Đại Từ Đại Bi, cho nên là Ngài quán hiện muôn hình dạng tướng để cứu khổ nhân sanh. Thiên sứ hữu cầu thì thiên sứ ứng. Không biết là một chúng sanh đó sanh ra hoặc là đang hốt quảng rồi trì niệm danh hiệu của Ngài, không biết là ở phương trời nào, thì dù ở phương trời nào Bồ Tát Quan Thế Âm cũng ứng hiện để mà cứu khổ. Nhưng để được Bồ Tát Quan Thế Âm ứng hiện và cứu khổ chúng ta, thì hiện bây giờ quý nam nữ Phật tử trong quá trình tu tập, quý Phật tử phải gieo duyên với Ngài. Có nghĩa là hằng ngày á, chúng ta đều có niệm danh hiệu của Ngài, hoặc là đọc kinh Phổ Môn, hoặc là đảnh lễ tôn tượng, hoặc là trì chú Tiêu Tai, hoặc là chú Đại Bi. Ngày nào chúng ta cũng phải có gieo duyên với Ngài như thế, thì cái duyên của ta một ngày mình gieo một chút, để cho cái sợi dây tương giao tương cảm giữa ta với Bồ Tát lúc nào nó cũng phải là có sự phải là nhìn thấy nhau, có sự là thần giao cách cảm với nhau. Và đồng thời mỗi một ngày như vậy, chúng ta gieo duyên với Bồ Tát qua những cách thầy vừa nói đó, thì chúng ta cũng vừa tăng lên được cái công đức phước báo. Thì nhờ cái duyên đó, khi mà chúng ta gặp chướng duyên, chúng ta sợ hãi, chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, thì giữa ta với Ngài mới có một cái sự là gia hộ. Lúc đó mình mới dám nói câu là tai qua nạn khỏi. Chứ còn bình thường á, mình không có gieo duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm, mình không có đảnh lễ, cũng không có trì danh, cũng không có tụng kinh luôn, nói chung là mình không có gì hết. Rồi tự nhiên cái mình gặp những cái cơn hoảng sợ, cái mình niệm danh hiệu Ngài lia lịa hết. Kiểu này sao kính thưa các Phật tử? Xin lỗi Bồ Tát tới không kịp quá. Mình nói một câu chắc xin lỗi Bồ Tát tới không kịp quá. Tại vì thường ngày không nhớ tới Ngài. Thường ngày mình không có nhớ về Bồ Tát. Mà khi mà những cái xui xẻo, những cái tai nạn, những chướng duyên, cái mình nhớ về Bồ Tát. Xin lỗi tới không kịp quá. Đó, cho nên kính thưa quý nam nữ Phật tử, mình phải gieo duyên với Ngài hằng ngày, hằng tháng, hằng năm. Chúng ta rất là sợ tai nạn, chúng ta rất là sợ nguy hiểm, chúng ta sợ khổ, thì muốn giải trừ được những cái suy nghĩ đó trong lòng chúng ta, thì chúng ta hằng ngày phải Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Không tốn đồng xu cắt bạc nào hết. Vừa chạy xe niệm cũng được, mình đi đứng nằm ngồi mình niệm cũng được. Chứ không phải là phải vào chùa gặp Bồ Tát Quan Thế Âm thì mình niệm mình lại mới có phước. Không phải như vậy. Gieo duyên với Ngài bất cứ mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Và bây giờ mình đã học được. Bây giờ mình quay trở lại, mình học cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thầy xin nói lại là mình lễ tôn tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm, mình đảnh lễ đó là mình lễ lại cái hạnh nguyện của Ngài, cái hạnh nguyện Đại Từ Đại Bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình học hỏi cái hạnh từ bi này, và đồng thời mình coi mình, cái hạt giống từ bi trong lòng của mình nè, nó có giống với Bồ Tát Quan Âm chưa? Nó có khai mở được chưa? Hoặc là trong lòng của mình nè, mình có từ bi chưa? Nếu như chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, ngày nào cũng niệm, đêm nào cũng niệm, mà trong lòng chúng ta không thiếu nào cái lòng từ bi giống như Ngài á,
Thì như vậy là chúng ta tu như vậy thì sao, kính thưa các Phật tử? Mình tu như vậy là mình bị sao vậy? Mình tu như vậy người ta gọi là tu suông á. Ta gọi là tu là không hiểu. Mà tu như vậy thì tội nghiệp quá, ổn quá. Nó cho nên chúng ta lại Ngài, niệm danh hiệu của Ngài, để xin Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho con. Cái tâm từ bi của con càng ngày nó khai mở và nó lớn lên giống như là Bồ Tát Quan Thế Âm, để con ứng dụng vào trong cuộc đời này. Con biết thương những người xung quanh, con biết thương những người đau khổ, thương những người cơ nhở, thương những người có hoàn cảnh trái ngang. Mình phải khởi cái tâm đó, mình cái nguyện đó đó, thì giữa ta với Bồ Tát mới thật sự là có gắn kết một sợi dây giao cảm với nhau. Quý Phật tử chúng ta nghe kịp chỗ này không? Và quý nam nữ Phật tử chúng ta thấy được cái hình thiên thủ, thiên nhãn ngoài sao không? À, cái tượng đó là chùa chúng ta cũng mới vừa an vị. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm là hạnh nguyện này là cứu độ chúng sanh muôn nơi khắp chốn. Cho nên là phải sao? Phải biến hóa muôn hình dạng tướng. Cho nên cái hình tượng thiên thủ thiên nhãn đó đó là đại ý cho cái tâm hồn của Ngài, cái khả năng của Ngài phải là biến hóa khắp nơi để mà hóa độ. Và theo như tinh thần kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 25 đó, thì cái đoạn kinh này nói rằng nếu như đáng dùng thân Phật để độ thoát thì Ngài sẽ hiện thân Phật. Nếu đáng dùng thân Bồ Tát để độ thoát thì Ngài hiện thân Bồ Tát. Và cứ như thế, nếu hiện thân duyên giác, thân thanh văn, thân chư thiên để độ thoát thì Ngài liền hiện những thân đó để mà gì thuyết pháp độ thoát. Nếu đáng dùng thân vua, quan, trưởng giả, thân cư sĩ, thân đồng nam, đồng nữ để mà độ thoát thì Ngài luôn luôn hiện ra những thân đó để vì chúng sanh mà thuyết pháp độ thoát. Tại sao phải ứng hiện qua nhiều thân? Kính thưa quý nam nữ Phật tử, vì lòng từ bi của Bồ Tát quá rộng lớn, hiểu được tâm ý của chúng sanh, cho nên phải ứng hiện qua nhiều hình tướng khác nhau để hóa độ. Chẳng hạn như mình là những người Phật tử dân thường, là những người nông dân, thì mình gặp những người mà phải nói là có quyền thế đó, mình có kết thân với họ được không? Mình có chơi thân với họ được không? Hoặc là mình có thường xuyên gần gũi với họ được hay không? Không. Và những người mà làm vua quan á, có địa vị trong xã hội, thì người ta kết giao cũng những người ta, cái phần nhiều bạn bè người ta kết giao thì cũng là quan, là vua. Thì những người này á, Bồ Tát Quan Thế Âm muốn độ những người này, cho nên là phải ứng hóa ra làm quan, làm vua giống như họ, để nói chuyện với họ, họ mới nghe. Chứ những người mà nông dân bình thường như mình mà nói chuyện với mấy vị mà làm vua làm quan thì sao họ nghe? Trong khi là cái cuộc sống của mình, cái tầng lớp của mình thấp hơn họ, mà mình nói chuyện giáo lý, dĩ nhiên là họ không tin, không nghe rồi. Cho nên là họ, đối với những người đó là phải có những cái tầng lớp ngang hàng nói pháp thì họ mới nghe. Và đồng thời á, những người làm vua làm quan này á, cái cơ hội của họ nếu mà biết khéo mà chuyển hóa họ, mà họ quay trở lại, họ ít có ngã mạn, ít có tự cao, luôn luôn mở kho bố thí làm những việc
phải nói là giúp đỡ cho những người nghèo, người khổ, thì những người này phải nói là tu mau thành Phật. Tại vì sao? Tại vì những người mà làm vua, làm quan, những người này là cái phước báo họ có. Yêu cầu họ cố gắng, họ có một cái sự tu hành thôi là họ mau chứng được quả vị như ý muốn. Cho nên tấm lòng từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm nó rất là rộng lớn, mênh mông, không thể nào mà nhìn thấy hết được. Và tiếp theo nữa là những người như dân nghèo khổ nạn của chúng ta, tối ngày chúng ta là một nắng hai sương, chúng ta phải nói là tấp nập với công việc làm ăn, thì bây giờ mà muốn đi chùa nghe giáo lý nó cũng hơi khó. Tại vì sao? Vì ban ngày á, mình phải lo làm ăn, lo tất bật, nghèo khổ quá thì đâu có thời gian đâu mà mình tới chùa mình tu học. Đó là mình nói là nó riêng thôi, chứ thật sự nói chung chung ra thì dân nghèo trên thế giới này rất nhiều. Và những người mà phải nói là nắng giải mưa dầu như chúng ta mới thấu hiểu được, thấu cảm được nỗi lòng của nhau. Và nhiều khi ngồi lại nói chuyện với nhau á, mới có một cái sự phải nói là chan hòa về ý tưởng. Thì từ cái chỗ Bồ Tát Quan Thế Âm biết được cái tâm ý này của những người phải nói là nông dân bình thường. Cho nên là Ngài muốn quá độ chúng ta là Ngài phải ứng hiện ra những cái thân phải nói là nông dân bình thường như là chúng ta mới quá độ chúng ta được. Còn thí dụ như ứng hiện những cái thân phải nói là cao sang quá thì nhiều khi chúng ta gặp và chúng ta cũng xa lánh và chúng ta mặc cảm, cho nên không có một cái nhân duyên để mà quá độ. Thế cho nên có thể là nói rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị phải nói là đại từ đại bi, mà chúng ta trong đời hiện tại này chúng ta có nhân duyên rất lớn đối với Ngài. Cho nên từ cái chỗ mà chúng ta có nhân duyên rất lớn đối với Ngài, chúng ta nên nhanh chóng, đừng có để thời gian trôi qua lãng phí. Hằng ngày quý nam nữ Phật tử niệm danh hiệu, mình tụng đọc chơn kinh, hoặc là mình đảnh lễ tôn tượng, vừa có phước mà vừa gieo duyên với Ngài. Ở cái điều này Phật tử chúng ta hằng ngày chúng ta làm được không ạ? À? Được không các Phật tử? Quý Phật tử vỗ tay có nghĩa là mình đã là nói lên tiếng nói của mình là con làm được. Thì Thầy rất là mừng khi quý nam nữ Phật tử đã hứa là mình làm được. Tại vì trong cuộc sống ai cũng sợ khổ. Quý Phật tử có sợ khổ không? Sợ không? Nhiều khi mình sợ những cái điều tai nạn đến với mình không? Sợ không? Trả lời thiệt cho nghe coi. Chúng ta đều có một cái chữ sợ trong lòng của mình. Và cái người mà giúp chúng ta hết sợ chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Là người bố thí cái hạnh vô ý thí, là bố thí cái sự không sợ hãi đến cho chúng ta. Cho nên chúng ta niệm danh hiệu Ngài, Ngài ban cho chúng ta một cái nguồn diệu pháp là phải nói là giúp cho chúng ta không còn sợ hãi, giúp cho chúng ta tai qua nạn khỏi. Cho nên đây là một cái khối lượng tài sản mà chúng ta hằng ngày chúng ta nên tích trữ, chúng ta nên gieo nhân duyên giữa ta với Ngài. Để nhiều khi trong cuộc sống có những cái gì nó bất trắc, nó không có như ý muốn, nhưng mà nhờ có Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho chúng ta. Và nếu như có một vị Phật tử nào mà chúng ta niệm danh hiệu của Bồ Tát và chúng ta tự suy nghĩ là con niệm nhiều, con tụng kinh cũng nhiều, sao con cầu nguyện Bồ Tát nhiều lắm mà sao không thấy gia hộ cho con. Nếu như thật sự mình cầu nguyện nhiều
mình cũng có tụng kinh niệm Phật nhiều mà Bồ Tát chưa gia hộ, thì quý nam nữ Phật tử cũng đừng có nản lòng. Mà chúng ta nên tự hiểu một điều là cái phước của mình á, nó chưa tới. Mà trong thời gian mà mình trì niệm như vậy á, là giúp cho mình, cái công đức đó giúp cho mình, nó giải trừ chuyển hóa những cái tội, những cái nghiệp của mình, nó đang chuyển hóa từ từ. Và mình đừng có nản lòng, nản chí và tự mình nói là Bồ Tát Quan Thế Âm không có linh, không có gia hộ cho con. Nếu như mình nói như vậy là mình phải nói là phải nói là mình nói như vậy là, nếu như nói như vậy không á thì cũng không có gì, mà sợ là mình hủy bán Bồ Tát rồi mình tiếp tục nghiệp chồng nghiệp, tội chồng tội. Trong khi chúng ta thiếu nợ thì 1 tỷ, mà trả nợ mới có 500 mà chúng ta nói đòi hết rồi, được không các Phật tử? Được không? Thiếu 1 tỷ, trả đúng 1 tỷ, làm ăn phải nói là cực lực hơn nữa thì mới có dư giả. Thì trong quá trình chúng ta tu cũng như thế, chúng ta tu cũng như thế, kính thưa các Phật tử. Cái phước mình thì từ bấy lâu nay nó mỏng, mà cái tội nghiệp của mình thì nó dày quá. Mà bây giờ mình mới tu có được chút xíu à, mà mình mong cầu cho Bồ Tát gia hộ cho mình cái này, cái kia, cái nọ, cầu cái gì cũng được hết. Được không các Phật tử? Nó phi nhân quả quá phải không? Nó không có ứng hợp với nhân quả, cho nên là không có được. Chúng ta sanh đi sanh lại ở cõi này không biết là bao nhiêu đời kiếp rồi, và cũng từ chỗ đó tội chúng ta cũng có gây, mà phước chúng ta cũng có gieo. Mà chắc chắn một điều, nếu hôm nay còn ngồi đây là tội nhiều hơn phước rồi. Nếu như phước nhiều hơn tội là hiện bây giờ quý nam nữ Phật tử sanh về cõi chư thiên và là cõi Phật hết rồi. Mà hôm nay mình còn ngồi đây là tự chúng ta nên hiểu là chúng ta cũng phải nói là chúng ta chưa có phước báo tròn đầy. Cho nên bây giờ mình phải tu tiếp, và mình phải tu gắt củ kiệu mới được. Chứ không phải là chúng ta cứ tu tàn tàn, tật tật, tu như vậy gọi là tu qua ngày đó, thì cái phước báo nó không có như ý của chúng ta. Thì nhân nào quả nấy thôi. Mình gieo một cái nhân, mình tu tàn tàn thì mình gặt hái cái quả là cầu cái gì nó cũng không được. Lâu lắm mới được, lâu lắm mới được. Còn thí dụ mình tu khoái nó, mình tu khoái nó là thật lòng tu, thật lòng hành trì, tha thiết, có chí hướng, có hoài bão, có lý tưởng. Cho nên chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực, chúng ta tu hành, thì những cái điều chúng ta mong cầu nó sẽ thành hiện thực. Và có những chuyện chúng ta không mong cầu, nhưng nhờ cái phước báo chúng ta tu, nó sẽ được sở cầu sở nguyện, được thành tựu. Cũng như quý nam nữ Phật tử, các Phật tử có thể nhìn tấm gương của sư phụ hiền mình ở đây để mình tu. Đó, quý nam nữ Phật tử nhìn thấy coi, cái ngôi chùa của chúng ta hiện giờ ở đây xây dựng suôn sẻ, không có bị gián đoạn, đó là do cái phước. Mà muốn cái phước thành tựu của cái công trình Phật sự nơi này nó thành tựu là do cái sức lực tu hành rất là tinh tấn miên mật của sư phụ hiền của chúng ta, cho nên ngôi chùa thành tựu như thế. Thì đây là một cái tấm gương trước mắt nè, là một cái minh chứng phải nói là rất hết sức là thực tế hiện tiền. Cho nên quý nam nữ Phật tử nhìn thấy coi, à, 2 năm trước thầy nhìn thấy sư phụ còn trẻ phong độ phải không, nhưng mà bây giờ nhìn lại thấy bị già à, là do là sao? Vừa lo lắng công việc chùa chiền, bên cạnh đó cũng không quên nỗ lực để mà tu tập. Cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta, nếu như chúng ta muốn thành tựu bất cứ một cái gì mình mong muốn, thì quý nam nữ Phật tử phải đổi lại bằng cái sự phải nói là siêng năng cần cù, mà trong nhà Phật chúng ta gọi là tinh tấn. Tinh tấn tu tập sẽ có tất cả. Thì ở cái điều này
Chúng ta phải nói ở cái điều này, chúng ta học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm ở cái hạnh từ bi, nhưng mà tinh tấn trong từ bi. Chúng ta học ở ngày, chúng ta đảnh lễ ngày, nhưng chúng ta xét lại cái tâm từ bi của mình được bao nhiêu phần. Đó, mình coi lại cái tâm từ bi của mình được bao nhiêu phần. Rồi một tháng sau mình coi lại cái tâm từ bi của mình nó lớn được bao nhiêu phần. Rồi 3 tháng sau, 5 tháng sau, 1 năm sau, 2 năm, 3 năm, 10 năm, cái tâm từ bi của mình, mình coi coi nó có lớn mạnh hay không. Nếu như nó có lớn mạnh thì đó gọi là tinh tấn. Tâm từ bi của mình được tinh tấn, lớn mạnh. Còn thí dụ như mình tu hoài mà mình không thấy cái tâm từ bi của mình nó lớn mạnh, nhìn thấy người ta khổ quá trời khổ, nghèo khổ quá, bấm bụng cho 5-10 ngàn, lần sau tới tới xin nữa, thôi tôi không cho. Nhiều khi cái tâm từ bi của mình nó giới hạn. À, cho nên kính thưa quý nam nữ Phật tử, trong quá trình mình tu á, mình lúc nào mình có theo dõi cái tâm của mình, mình phải theo dõi nó thì mình mới biết được nó là nó tinh tấn hay là nó sừng lại, nó chừng lại. Thì ở cái điểm này chúng ta học hạnh từ bi á, là chúng ta hằng ngày á, nhiều khi chúng ta thấy những người xung quanh mình họ khổ quá, mà mình thật sự mà nói mình không có vật chất để mình cho họ, nhưng chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta cầu nguyện cho những người này mau sớm được dứt nghiệp khổ, thì cái đó cũng là cái tâm từ bi của chúng ta đó, kính thưa các Phật tử. Đó là tâm từ bi của chúng ta. Và khi mà những hoàn cảnh thực tế trực tiếp mình có thể giúp được, khả năng của mình có thể là giúp được 3 người, 5 người, thì mình cứ giúp trong khả năng mình 3 người tới 5 người. Tại khả năng của mình là những người phải nói là những người đầu tắt mặt tối, là những người phải nói là buôn bán tạo tầng vất vả với những nghề nghiệp phải nói là không có được nhiều tiền. Cho nên cái khả năng của mình có thể là bố thí mình giúp đỡ như vậy thôi. Tuy là nó ít, nhưng mà tấm lòng của quý nam nữ Phật tử thì nó lớn vô cùng. Cho nên mình học hỏi ở cái hạnh nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát, đặc biệt là ở cái tâm từ bi của Ngài. Mình lại Ngài là lại ở cái hạnh nguyện từ bi quá rộng lớn. Mình lại cái hạnh đó để mình mong cầu là xin Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho tâm con. Một ngày trôi qua, một tháng trôi đi, xin cho cái tâm từ bi của con nó lớn mạnh như là Bồ Tát. Xin cho cái tâm bỏng sẻn tham lam ích kỷ của con nó được đoạn trừ từ đây. Cho nên mình lại Phật, mình lại Phật Bồ Tát Quan Âm là mình phải có cái suy nghĩ như thế, có sự phát nguyện như thế đó, thì mình sẽ lại nào thì phước báo tròn đầy lại nấy. Tại mình đã hiểu được Ngài, và mình mong cầu là Ngài hiểu được mình. À, thì giữa hai cái hiểu này có sự tương giao tương cảm với nhau rồi, thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, đời ta tu tập rất là an lạc, thoải mái, thông dong, tự tại. Và bên cạnh đó nữa là cái hạnh nhẫn nhục. Quý nam nữ Phật tử, chúng ta biết được cái hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm qua những cốt truyện nào mà chúng ta biết được nè. Bồ Tát Quan Thế Âm là nhẫn nhục ở cái hạnh nào mà rất là nổi tiếng ở trong những cái chuyện cổ của chúng ta nè. Hả? Quan Âm gì? Ở Quan Âm Thị Kính phải không? Nói tới Quan Âm Thị Kính là quý nam nữ Phật tử biết không? Được bao nhiêu người biết đưa tay thầy coi. Được bao nhiêu người biết Quan Âm Thị Kính? Đạo tràng chúng ta đông quá, chỉ có mấy người biết thôi. Đó, cho nên thầy hỏi lặng thinh hết là đúng rồi. Đó, nhân vật Quan Âm Thị Kính là một nhân vật phải nói là trong truyện cổ đó, thì Quan Âm Thị Kính phải nói là một cái nhân vật phải nói là tu hành rất là đại nhẫn nhục ở chỗ này. Bây giờ mình là thân gái, mình cải nam trang để mà mình đi tu, mà bây giờ người ta nói mình là ta đem đứa nhỏ lại cho mình, ta nói là con mình mà cũng chấp nhận nuôi luôn. Chấp nhận nuôi luôn. Hằng ngày phải ẵm đứa bé nó mà đi, phải là sinh sữa đầu trên xóm dưới để cho nó
để cho nó no bụng. Nói cái nhục nhã đó thôi là chịu cũng không nổi rồi. Nói người ta chửi rồi người ta khinh bỉ thôi là cũng nhục lắm rồi. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, thì từ chỗ cái đại nhẫn nhục đó cho nên Bồ Tát mau sớm được thành tựu đạo nghiệp. Cho nên trong cuộc sống này mình đừng bao giờ mình nhìn cái bề ngoài của người ta là mình đánh giá người ta. Nhiều khi có những người tu rất giỏi, mình không biết vô tình mình xúc phạm, mình tội vô cùng. Cho nên là chúng ta tu theo Phật là cái điều đầu tiên nữa là chúng ta phải cẩn thận ở cái lời nói nữa. Nó rất là quan trọng. Và Phật dạy chúng ta lúc nào cũng chan hòa với mọi người, chứ Phật cũng không có dạy chúng ta là khinh bỉ mọi người. Cho nên chúng ta tu theo Phật mà chúng ta còn cái tâm khinh bỉ ai là chúng ta cũng bị sai trái trong lòng chúng ta rồi. Tu theo Phật là tâm nhẹ nhàng, không nói xấu ai, không khinh bỉ ai. Tại vì sao? Hôm nay họ xấu, hôm nay họ sai trái do điều kiện, hoàn cảnh, cuộc sống họ mới như vậy. Nhưng biết đâu 5 năm sau, 10 năm sau họ ăn nên làm ra cuộc sống khá giả, thì họ sẽ thay đổi được cuộc sống họ. Đầu tiên thì họ không biết Phật Pháp, nhưng sau này họ biết Phật Pháp rồi họ tu hành, họ ngon hơn ta rồi sao? Cho nên sống trên đời đừng bao giờ chúng ta khi dễ ha. Ở điều này quý nam nữ Phật tử làm được không? Làm được không? Thì mình tu theo hạnh Bồ Tát Quan Âm cũng như thế. Bồ Tát luôn luôn sẵn lòng thương tất cả mọi người, dù đó là một người rất là tàn ác, độc ác, nhưng mà Bồ Tát vẫn thương. Còn chúng ta thì làm cái hạnh này làm được không? Xin lỗi, chắc con làm không nổi quá. Tại vì sao? Cái người mà hay nói đụng chạm tới cái danh dự của mình chút xíu thôi là mình cảm thấy là cái tâm sân si mình nó nổi lên rồi. Mà bây giờ kia mình gặp người đó để mình thương, mình giải hòa với người đó, chắc còn lâu. Thì còn lâu mới làm được cái điều đó. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, mình học hạnh Bồ Tát Quan Âm ở cái hạnh nhẫn nhục này, để coi mình, coi mình, mình coi tiếp tục là mình nhìn lại cái tâm của mình, coi mình nhẫn nhục được bao nhiêu phần. Đó, cái này là tiếp tục là một cái điều rất là quan trọng nè. Thí dụ như người ta lỡ gây hấn với mình, lỡ làm mình buồn, sỉ vả mình, chửi oan mình, vu oan giá họa cho mình, nếu như mình không có thì không có gì phải sợ. Nếu như mình không có, mình nhịn nhục được, mình bỏ qua được, thì chúng ta đang tu hành nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi một lại chúng ta lại Ngài, mỗi một niệm chúng ta niệm danh hiệu Ngài, thì cái niệm đó, cái lại đó nó có giá trị, nó có phước báo. Chứ nếu như mà chúng ta chỉ tu suông thôi thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, nó uổng vô cùng. Cho nên á, chúng ta, cái đề tài mình giảng hôm nay mình chia sẻ với các Phật tử là hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Quý Phật tử phải biết được cái hạnh nguyện của Ngài, soi rõ vào cái hạnh nguyện của Ngài cho nó thẩm thấu. Rồi từ chỗ đó mỗi một lại mình mới thấy là con hết lòng hết dạ con lại, con hết lòng hết dạ con niệm danh hiệu Ngài. Tại vì con lại Ngài, con niệm nghe danh hiệu của Ngài, để con mong Ngài gia hộ cho con có được những cái tâm đại từ bi, cái tâm đại nhân nhục nó đẹp quá, xin gia hộ cho con có được cái tâm đó. Con đang mong cầu được cái tâm đó. Thì mỗi một lại một niệm phước báo vô cùng. Còn nếu như mình không hiểu thì giống như là mình lại cái tượng cát đá xi măng thôi. Cho nên kính thưa quý nam nữ Phật tử, Bồ Tát Quan Thế Âm là một nhân vật phải nói là của thời cổ Phật rồi. Là một cái nhân vật mà phải nói là mình có phước báo lắm, có nhân duyên lắm, mình mới được Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho mình. Và đã nói Đức Phật Thích Ca giới thiệu thì không bao giờ giả dối, không bao giờ nói dối chúng ta. Tại vì Ngài đâu có mong cầu những cái lợi lộc gì nơi chúng ta đâu, mà Ngài phải nói dối. Ngài giới thiệu cho chúng ta một cái người phải nói là ban những cái phước lành, cái bình an cho chúng ta mà. Ngài đang thương chúng ta mà. Cho nên giới thiệu cho chúng ta một người rất là đặc biệt, rất là quan trọng, người rất là dạt dào về tình thương,
để chúng ta nương theo, chúng ta tu học, chúng ta cầu an, chúng ta giải trừ những cái chướng duyên, những cái nghiệp chướng. Thì Đức Phật rất thương chúng ta, cho nên giới thiệu cho chúng ta biết về hạnh nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay mình có duyên, mình được sống gần những ngôi chùa đẹp như thế này, và được tu tập, được gần sư phụ, phải là hết lòng hết dạ như sư phụ hiền, thì đây là một cái phước báo rất lớn của toàn thể quý nam nữ Phật tử tại địa phương này. Cho nên một điều rất chân thành là thầy muốn gửi tới quý nam nữ Phật tử là quý nam nữ Phật tử mỗi một ngày mình đi làm việc bận bịu thì thôi, nhưng có thời gian rảnh thì chúng ta phải gieo duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm liền. Chúng ta niệm danh hiệu, khi nào chúng ta tới chùa thì chúng ta đảnh lễ tôn tượng. Nhưng mà khi lễ khi niệm chúng ta nhớ được hạnh nguyện rồi, chúng ta biết được hạnh nguyện rồi, thì mỗi lễ mỗi niệm đó nó phước báo rất là an lạc với chúng ta. Thì xin kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay là cái lần thứ hai thầy được diễn kiến sư phụ hiền, và lần đầu tiên thầy về ngôi chùa Như Ý. Thì nhân cái mùa lễ phải nói là Bồ Tát thành đạo coi như là phải nói là thành tựu được đạo nghiệp, thì hôm nay mình được vía cái ngày Bồ Tát thành đạo, thì thầy cũng kính mong rằng quý nam nữ Phật tử cũng cố gắng tu tập cho mình thành tựu được ít nhiều gì chúng ta cũng thành tựu được cái hạnh từ bi, cái hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm, để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống quanh ta. Chúng ta áp dụng vào, chúng ta có từ bi, có nhẫn nhục, để cuộc sống của mình nó càng ngày nó an lạc, để cho cuộc sống của mình tu tập càng ngày càng thấy có giá trị, có lợi ích. Và xung quanh chúng ta những cái điều chướng duyên, những cái sự tai nạn, những cái nghiệp chướng nó càng ngày nó giảm ít và nó sẽ hết hẳn đối với chúng ta. Đó là một cái điều hết sức là giá trị và phước báo cho những người biết tu tập và gieo một cái nhân sâu dày với Bồ Tát Quan Thế Âm, với những cái hạnh nguyện sâu sắc của Ngài. Thì qua cái bài giảng này, thầy chia sẻ với quý nam nữ Phật tử những cái nội dung rất là căn bản. Đó, thì thầy cũng kính mong là quý nam nữ Phật tử nghe rồi thì chúng ta cũng cố gắng áp dụng, hiểu sâu, hiểu rõ về Bồ Tát Quan Thế Âm để trong quá trình tu chúng ta có được một sự an lạc, lợi lạc thật sự. Và để trước khi chia tay, cũng như là nhân các ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát, thì hôm nay về đây thầy cũng xin hát tặng quý nam nữ Phật tử hai câu vọng cổ với tựa đề là Về Lại Quan Âm. Xin kính mời các vị cùng lắng nghe. Bao năm suối ngược hồng trần, vui buồn khổ hận bao lần đắng cay, nương về Tam Bảo Như Lai Quan Âm Mẹ Độ Liên Đài nghe hương. Con về Lai Quan Âm bao tháng năm phong trần thế nhân, tự sanh đắng cay bao lần ngày, con chánh niệm tu hành khuya sớm, nói gương lành Quan Thế Âm như ánh trăng soi đường con đi, hiểm nguy phân kỳ giữa nơi thị phi, mãi không phai mờ ánh đau từ bi. Ôi biển trăng mênh mông bao sấm chết mưa giông, xa lạnh nơi phiêu bồng nhẹ nhàng tâm không,
ôi quê âm giọt nước nhành dương, ban pháp màu đời con qua cầu, không giới dầu từ sân cõi trần. Ơi tiếng chuông ngân thơm nghe trầm, lời kinh diệu pháp liên hoàn, nhiễm màu bao la chứng trì tâm lòng con trở về đây. Hỡi ơi mẹ hiền, mẹ hiền Quan Âm chứng trì lòng con. Mẹ hiền ơi, con mỏi gót lãng du trong vô thường các bụi, nặng trĩu tâm linh hoàng dài gánh nặng, nay gặp ân sư khai ngộ pháp Di Đà. Dừng bước nghiệp duyên nơi chúng ta bàn, diệu pháp liên qua phổ môn thị hiện, năng cảm chúng hữu tình rực sáng ánh bình minh. Sưởi ấm tâm hồn băng giá vô minh, bát nhã qua khai nhàn vui trong tỉnh đồ. Giọt nước nhành dương ngát nồng hương giải thoát, trời đất quá lưu ly minh ngọc sáng tâm hồn. Quan Thế Âm từ bi ứng quá trong muôn loài, đại bán pháp âm hai triệu cho thái bình phước duyên trần gian. Nhân thiên dưới qua cung dường nguyện phụng hành Quan Âm từ bi. Y vàng sư thầy hành từ trang nghiêm, ni ánh quang diệu quyền hòa trong pháp giới Quan Âm. Ni chân tâm lắng sâu kinh cầu, ôi nhiệm màu phổ môn truyền ban, hân hoan chứa chan trong lòng nguyện, trọn đời khắc ghi Phật ngôn. Thiên thủ ngàn tay nâng đài sen độ thế, thiên nhãn quang minh chiếu sáng lối còn về. Gieo duyên tri hành Bồ Đề, mười hai đại nguyện thuyền về quê hương. Dù ai xuôi ngược ngàn phương, Quan Âm thị hiện chân thường bình an. Một lần nữa xin cảm ơn quý nam nữ Phật tử rất nhiều. Quý nam nữ Phật tử đã trở về ngôi chùa để đảnh lễ tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm nhân ngày vía thành đạo. Và quý nam nữ Phật tử cũng đã lắng nghe những lời chia sẻ của Thầy. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể đạo tràng ai cũng tu hành tinh tấn, ai cũng phải nói là phát triển lớn rộng được cái hạnh nhẫn nhục cũng như là cái hạnh từ bi của Ngài. Cái hạnh nhẫn nhục, cái hạnh từ bi của mình giống như là Bồ Tát Quan Thế Âm. Và chúng con cũng xin thành tâm thành kính ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho sư phụ trụ trì lúc nào cũng được nhiều sức khỏe và mọi Phật sự được viên thành như ý nguyện. Con thành tâm kính chúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, như quý vị cũng đã từng nghe Đức Phật dạy rằng ở trên cuộc đời này Như Lai chưa bao giờ thấy người nào mà hiện tại, quá khứ và tương lai hoàn toàn được người ta khen, và cũng chưa thấy một người nào
mà trong hiện tại, quá khứ và vị lai hoàn toàn bị người ta chê. Như vậy thì chúng ta sống trong cuộc đời này, vấn đề khen chê, phải trái, được mất là một sự thật đang hiện hữu trong cuộc đời này. Cái sự thật đó nó đã cướp đi bao nhiêu hạnh phúc của chúng ta nếu như chúng ta không tinh tấn tu hành, và nhất là cái hạnh nhẫn nhục đối với cuộc đời này. Và nếu chúng ta không sẵn lòng để tha thứ, thương yêu thì chúng ta cũng sẽ chuốc lấy những khổ đau. Cho nên nội dung của bài thuyết giảng của Đại Đức hôm nay là một bài pháp mang lại cái lợi ích thiết thực cho toàn thể quý Phật tử ở nơi này. Đó là hạnh từ bi và nhẫn nhục là hai vấn đề gắn bó với đời sống của chúng ta. Đó là từ hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm mà hàng tháng chúng ta đi về đây để lễ lạy. Thì đây là một cái sự lợi ích rất lớn, mặc dù thời gian chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ. Chúng tôi mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta nhớ những lời Đại Đức đã chia sẻ để chúng ta ứng dụng hàng ngày trong đời sống của mình để mang lại cái lợi ích cho chính chúng ta. Và kính bạch Đại Đức, đã hơn một giờ qua Đại Đức cũng đã nỗ lực bằng những ngôn ngữ từ hòa rất là dễ đi vào lòng người, và nhất là cuối cùng đã tặng cho đạo tràng một bài ca rất là giọng cổ rất là hay, mà đây đã 2 năm rồi đạo tràng mới được nghe lại giọng ca rất hay của Đại Đức, đúng không nào? Và cũng mong rằng trong những ngày tới, những ngày rất gần, cũng được Đại Đức nhín thời gian để trở về ở nơi này hoặc là ở chùa Phước Duyên để chia sẻ đối với Phật tử, để mang lại lợi ích trong cái đời sống tu học. Thì xin thay mặt cho đạo tràng một lần nữa xin chân thành tri ân Đại Đức và nguyện cầu ba ngôi tam bảo gia hộ cho Đại Đức có thật nhiều sức khỏe để thành tựu trên con đường hoằng pháp lợi sanh. Và giờ này xin cung thỉnh Đại Đức cũng như toàn thể mời quý đạo tràng tất cả đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chân điều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.